bất ngờ phát hiện vụ đấu trộm nước sạch sông Đà lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Nội. Quá trình thi công trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, công ty Vivaco phát hiện một đường ống nối trái phép từ mạng lưới cấp nước sạch sông Đà vào một nhà dân. Ngày 9 tháng 1, đại diện công ty Vivaco, đơn vị quản lý mạng lưới cấp nước khu vực Tây Nam Hà Nội cho biết vừa phát hiện một nhà dân trên đường Hồ Tùng Mậu thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy đấu nối trái phép vào đường ống phân phối nước sông Đà để sử dụng. Cụ thể, vào cuối tháng 12 năm 2022, trong quá trình cải tạo mạng lưới cấp nước trên đường Hồ Tùng Mậu, công ty Vivaco phát hiện một đường ống nối từ mạng lưới cấp nước và một nhà dân trên đường Hồ Tùng Mậu. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Vivaco đã trình báo công an phường Mai Dịch, sau đó cơ quan chức năng đã cử lực lượng xuống kiểm tra, lập biên bản tại hiện trường. Vivaco đã ngừng cấp nước đối với hộ dân vi phạm hợp đồng. Công ty này cũng cắt và bịt đoạn ống đấu nối trái phép trên, đồng thời bàn giao tăng vật vi phạm cho công an phường Mai Dịch. Theo tìm hiểu, nhà dân vi phạm hợp đồng cấp nước trên đường Hồ Tùng Mậu được cho thuê làm các dịch vụ khác nhau. Công ty Vivaco cho biết đây là vụ việc đấu trộm nước sạch sông Đà lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện. Hiện nay, Vivaco đưa ra hai phương án để tính toán tổn thất vụ đấu nối trái phép vào đường ống phân phối nước sông Đà để sử dụng. Theo đó, công ty Vivaco sẽ tính thất thoát nước do hộ dân đấu nối trái phép từ thời điểm đơn vị tiếp nhận đường ống sông Đà năm 2009 đến nay. Với phương án trên, nếu mỗi giờ nước xả từ đường nước chính vào nhà dân khoảng 4 mét khối, mỗi ngày tính sử dụng trong 8 giờ là 32 mét khối, tổng thiệt hại của công ty là hơn 1 tỷ đồng. Phương án khác được Vivaco đưa ra là tính theo chỉ số nước của hộ gia đình đang sử dụng, theo đồng hồ là 3.817 mét khối nhân 3 lần, do đường ống đấu trộm lớn gấp 3 thì thiệt hại lên đến hàng trăm triệu. Hiện nay, Vivaco phân phối khoảng 200.000 đến 210.000 mét khối nước mỗi ngày của công ty nước sạch sông Đà cho hơn 140.000 khách hàng tại khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai, Cầu Giấy và Thanh Trì.